Cửa hàng đồng hồ cổ Mr. Tâm xin kính chào các bác. Và ngày hôm nay em Tâm xin giới thiệu với các bác hai bộ đồng hồ đến từ nước Ý, được sản xuất vào năm 1970. Và hai bộ này là hàng em tuyển nên hình thức và tổng thể thì còn rất là đẹp các bác. Các bác mua về là trưng bày ở phòng khách hoặc là làm quà biếu tặng cho các ship thì rất là tuyệt vời. Giá nó cũng là rất là mềm. Và bây giờ em xin vào bộ thứ nhất. Đây, bộ thứ nhất với tên gọi bộ này là bộ tình nhân. Đó, thì tình nhân tức nghĩa là có hai người nam và người nữ đang cầm hoa tặng nhau. Được chất liệu của nó là chất liệu bằng đồng, chạm khắc thủ công, rất là đẹp các bác. Đây là cái nón nè. Đó, hoa. Đây là anh nè, anh cầm cái dù nè các bác. Rất là đẹp các bác. Đây, miêu tả rất là chân thực. Đây, điểm nhấn của đồng hồ này thì có một phần gọi là đây là phần đá đỏ nè các bác, đá marble, vân trắng, vân mây các bác. Chính giữa có một cái điểm nhấn đồng cũng được chạm khắc thủ công. Rất đẹp. Đó, bên đây là hai cái nến. Đó, nến thì nó có 5 ngọn và có luôn cái đồ mà để dập tắt đèn cầy các bác. Cái này chụp nến nè, tắt đèn cầy. Tất cả đều bằng đồng nha các bác, hình thức thì còn rất đẹp nha, hàng tuyển nha các bác. Đây, những cái quai văn của nó nè các bác, rất là đẹp. Mình về mình bày trên những cái kệ. Đây, dưới đây cái này hai bên là có hình cái con ngỗng nè, hay con thiên nga gì đó, hai bên. Về phần máy móc thì bộ đồng hồ tình nhân này sử dụng bộ máy FHS hai lỗ chạy tuần lên dây, máy chạy ba lăn các bác. Điểm chuông là điểm chuông bính bon, nửa tiếng điểm chuông một lần. Và bây giờ em xin báo kích thước của bộ tình nhân này. Thì về đồng hồ thì chiều cao của đồng hồ là 42 cm, bề ngang là 35 cm, chiều sâu là 12 cm. Còn về chân nến thì chiều cao của chân nến là cao 50 cm, bề ngang là 20 cm. Rất là đẹp các bác. Wow. Đây, bây giờ em sẽ quay kim cho các bác nghe chuông nha. Đây, cái này là nửa tiếng game chim rồi. Mặt số nè các bác, mặt số hạt men, chữ số La Mã. Đó, kính thì kính mo. Rồi, 15 phút. Đó, rất là vang, rất là ngưng các bác. Đó, 1 giờ. Rồi. Cái viền chân nè các bác, còn những cái hoa văn, những cái chi tiết được điêu khắc rất là chừng chịt nha các bác, tinh xảo lắm. Bông nè, cái niền của mặt số cũng rất là đẹp nè. Ở bên đây cũng có một cái đá nè, điểm nhấn. Bây giờ em xin báo giá của bộ đồng hồ tình nhân, sản xuất 1970, made in Italy. Tại cửa hàng em đang bán với mức giá là 10.500.000. Với mức giá này thì cửa hàng của em sẽ bao ship toàn quốc và bảo hành 2 năm về máy móc cho các bác. Và bây giờ em tiếp đến là cái bộ thứ hai các bác. Bộ này rất là đặc biệt nha. Bộ này là có tên gọi là bộ đồng hồ mặt quỷ. Đó, của em là hàng tiễn nha các bác. Nói chung là rất là đẹp. Đồng là sáng bóng. Đây là những chi tiết nè, em quay chi tiết nè. Đó, cái mặt nè, cái hình nhỏ ở đây cũng có cái hình là mặt người nè các bác, chạm khắc nè. Đó, rất là đẹp. Bông
tên gọi của nó do cái mặt quỷ là do có cái mặt này đây nè các bác. Đó. Rồi, những cái đường nét nè. Rất là đẹp. Sang lắm các bác. Mình có không gian, có mấy cái tủ rượu, tủ kệ Louis gì đó, mình bày nó lên thì rất là đẹp. Ở đây cũng là có một cái hoa văn hình mặt người. Nến thì nó có gọi là 6 chân nến. Ở đây cũng có đồ chụp nến nè các bác. Đó. Làm tắt đèn cầy, mình gắm đèn cầy vô. Bên đây cũng vậy. Và em xin báo kích thước của bộ đồng hồ này. Thì bộ đồng hồ mặt quỷ này có chiều cao, chiếc đồng hồ chiều cao là 61 cm, bề ngang là 35 cm, chiều sâu là 22 cm. Còn về chân nến, chiều cao là 70 cm, bề ngang là 28 cm. Về phần máy móc thì bộ này cũng sử dụng bộ máy FHS là cái hiệu phân Hermel đó các bác. Sử dụng 2 lỗ chạy toàn lên dây, máy chạy 3 lăng, điểm chuông bính bon, 2 chuông chén. Rồi bây giờ em xin quay kim cho các bác nghe âm thanh của chiếc đồng hồ bộ đồng hồ lạc quỷ này. Đó, rất là ngưng các bác, nghe rất là hay, nhẹ nhàng. Rồi quay thêm một lần nữa nha các bác. Kính mò này quá. Bây giờ em xin báo giá của bộ đồng hồ mặt quỷ sản xuất Italy năm 1970. Tại cửa hàng em đang bán với mức giá là 15 triệu. Với mức giá 15 triệu này, cửa hàng của em sẽ bao ship toàn quốc, bảo hành 2 năm về máy móc cho các bác. Và các bác nào đang quan tâm và muốn sở hữu một trong hai bộ đồng hồ này thì liên hệ em qua số điện thoại em để bên góc trái màn hình, hoặc tới ngay cửa hàng em tại số 280C Phạm Thế Hiển, phường 3, quận 8 để xem thực tế và trải nghiệm. Các bác nào cần thêm hình ảnh hoặc là chi tiết thì các bác cứ kết bạn Zalo với em qua hai số điện thoại em để bên góc trái, em sẽ gửi hình và nói chuyện với các bác về bộ đồng hồ để cho các bác yên tâm khi các bác mua. Cảm ơn các bác, em xin kết thúc video.